thì nó có hai cụm từ này cần phải hiểu rõ nội dung bên trong của nó. Thì thao thao bất tuyệt nói là dễ nhầm lắm. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung Anh. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục chữa bài, và lần này là bài 4-3. Thế thì bài này vừa đọc vào mắt một cái là thấy cái bảng Zandaka Shisan Hill rồi. Thì đọc được bài nhé. Kabushiki Gaisha Okayama Shokai no ngày 31 tháng 3 no Zandaka Shisan Hill kara Kessan ni okeru furikae shiwake o shiminasai. Thế thì bài này giống như bài 4-2 đúng không? Bài 4-2 cũng là Kessan furikae shiwake. Bài này cũng là Kessan. Kessan ni okeru furikae shiwake. Shiwake thì thực ra nó cũng giống hệt, chẳng qua là cho dạng bảng thôi. Dạng bảng thì thực ra cũng không có gì chú ý cả. Nó cũng cho hết Uriage này rồi Uketori đại sư điều các thứ rồi. Nói chung là chúng ta lại chuyển cái này thành Shueki đúng không? Cái này lại là Hio. Thì chúng ta lại chuyển hết sang tài khoản Shueki thôi. Thế thôi. Bài này lần này 4.3 nó chỉ 4.3 nó chỉ thế thôi. Mình cũng làm hết sẵn rồi. Cái phần dưới này tí nữa mình sẽ nói nhé. Đấy. Thì Uriage của mình đang là 100.000. Thì đấy, lại chuyển sang về trái Uriage 100.000. Xong rồi Uketori Tesori cũng 70.000. Thì cũng mình cũng chuyển sang về trái. Và tài khoản Shueki bên về phải 170.000. Tương tự với Hiyo thì sẽ có Shueki bên về trái 155.000. Thế thôi. Còn Shueki, các tài khoản Hiyo thì cứ bên nguyên vào xong. Xong thấy chênh lệch lần này là gì? Lần này là Shueki 170.000 là bên về phải, Shueki bên về trái chỉ có 155.000. Thế chứng tỏ là mình cần phải có Shueki 115.000 ở bên về trái để nó cân bằng với nhau ấy. Thế tức là đối ứng với nó sẽ là Korikoshi Diki Joyokin. Tức là ở đây đang lãi đúng không? Lãi 15.000. Thế nên là cái này nó mới ở bên phải. Ok, bài lần này chỉ có thế thôi. Thế thì mình muốn mở rộng ra thêm một chút. Đây. Trong cái bài 3 của mình ấy, mình có hai cái cụm từ. Đó là Kessan Serishiwake, tức là Kessan Furikae Shiwake. Thì hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Thì đây mình đã viết chi tiết ra hơn một chút rồi. Nếu mình sẽ bật lại cái link cái gì nhỉ? Cái slide bài 3 ấy. Sau đấy mình vừa nhìn cái slide đấy rồi mình làm cái này thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Thì các bạn nhớ lại cho mình là cái San Seri Shiwake nó là cái bước đằng trước của cái bước cái San Furikae Shiwake đã. Điều đầu tiên là như thế đã. Cái thứ hai là nội dung bên trong của nó khác hẳn nhau. Cái San Furi cái San Seri Shiwake thì nó sẽ có rất nhiều cái đúng không? Ví dụ như là tính Uriage Genka này, cái mà chuyển hết Shohin Tanaoroshi ấy, chuyển đi chuyển lại giữa CID ấy. Đấy, còn cái đấy này, rồi trích lập dự phòng phải thu người bán này, à phải thu người mua này, rồi tính khấu hao này, rồi chuyển các khoản gọi là Maibarahiyo, Maiokeshueki, Mibarahiyo, Mishushueki đúng không? Những khoản mà trả một năm ấy. Đấy, thì đại khái là nó sẽ có bốn cái này. Có thể là nó sẽ còn có nhiều hơn nữa nhưng mà mình quên, mình chưa cho vào đây chẳng hạn. Ví dụ như là tính thuế thu nhập doanh nghiệp à, hoặc là tính thuế Shohisei thế. Có thể có các loại thuế này rồi hai tô các thứ thì nó cũng cho vào đây được. Mình chưa viết ở đây. Mình cứ tạm tạm viết bốn cái này đã. Rồi. Thế còn cái San Furikae Shiwake thì như mình vừa làm vào bài 4-3 thì theo bài 4-2 thì đơn giản nó chỉ có ba cái này thôi. Chuyển hết Shueki sang Shoneki, chuyển hết Hiyo sang Shoneki, với cả so sánh Shoneki của hai cái này, rồi tính ra cái phần Kurikoshi Deki Joyoki thì nó chỉ có 3 cái bước đấy thôi. Được chưa? Đấy. Thì đây là cách phân biệt
cũng không hẳn là cách phân biệt, mình chỉ đến là mình nhắc nhắc lại cho mọi người biết thôi. Thì nó có hai cụm từ này cần phải hiểu rõ nội dung bên trong của nó. Thì thao thao bất tuyệt nói là dễ nhầm lắm. Ok, thì mình chỉ muốn nhắc lại những từng đấy thôi. Nhớ xa ngạc cự hồ du hồ này, rồi tê ngạc cự hồ các thứ, đơn giản cũng chỉ thế thôi. Ok, bài này kết thúc ở đây. Các bạn like, subscribe và share video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.